thì nóng. Cái trường hợp sốt lạnh này nguy hiểm hơn sốt nóng. Bởi vì cái trường hợp sốt sốt lạnh á, là trường hợp là gì? Máu huyết ở trong cơ thể nó kém, khí huyết nó kém, nó không thể là đưa khí huyết xuống đến chân được. Cho nên là thường là chân sẽ lạnh là như vậy. Chính vì vậy mà trường hợp sốt lạnh nó cũng nó nguy hiểm hơn và nó khó hơn nhất, nó còn khó hơn cả là sốt nóng. Nếu mà con sốt nóng á, thì mình làm dẫn trần cho con nhanh hơn. Còn nếu mà con sốt lạnh á, mình làm lâu hơn mà nó cảm giác như nó khó hơn. Đấy là cái mà em đã trải nghiệm. Và trước hết để mà chúng ta giải quyết được vấn đề sốt, tức là cái triệu chứng đầu tiên của bé á, thì chúng ta phải phân biệt được sốt nóng và sốt lạnh đã. Đấy, đa phần của ma em quan sát thấy là gì? Con sẽ sốt nóng đầu tiên. Và khi mà con sốt nóng á, thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ áp dụng cái giải pháp là ngược lại. Là gì? Chúng ta sẽ lựa chọn những cái dụng cụ là đằng đầu âm để chúng ta làm cho bé. Và ngược lại, thường những em bé nào mà uống hạ sốt thì con sẽ chuyển sang sốt lạnh. Còn những em bé nào mà không phải uống đến hạ sốt thì con sẽ là sốt nóng. Đấy là một cái quan sát của em khi mà em áp dụng cái hành trình hạ sốt này với chính con của mình và với một số em bé mà đến gặp để mà hỗ trợ diện trần á. Đấy, thì mọi người cứ quan sát thật kỹ để chúng ta thấy được cái giải pháp. Sốt nóng thì chúng ta sẽ thấy là gì? Con sẽ sốt và kèm theo đó là gì ạ? Lòng bàn chân, lòng bàn tay nóng. Toàn cơ thể của con sẽ nóng như một cục than. Đắp chân vào là con sẽ đạp ra ngay. Đó là cái biểu hiện của sốt nóng. Còn sốt lạnh là gì ạ? Đầu nóng nhưng mà chân rất lạnh. Hoặc là nửa người dưới lạnh, tức là từ bụng. Trừ bụng trở xuống thì lạnh, còn từ bụng trở lên thì nóng. Cái trường hợp sốt lạnh này nguy hiểm hơn sốt nóng. Bởi vì cái trường hợp sốt lạnh á, là trường hợp là gì? Máu huyết ở trong cơ thể nó kém, khí huyết nó kém, nó không thể là đưa khí huyết xuống đến chân được. Cho nên là thường là chân sẽ lạnh là như vậy. Chính vì vậy mà trường hợp sốt lạnh nó cũng nó nguy hiểm hơn và nó khó hơn nhất, nó còn khó hơn cả là sốt nóng. Nếu mà con sốt nóng á, thì mình làm dẫn trần cho con nhanh hơn. Còn nếu mà con sốt lạnh á, mình làm lâu hơn mà nó cảm giác như nó khó hơn. Đấy là cái mà em đã trải nghiệm. Mình cần phải phân biệt được cái sốt nóng và sốt lạnh. Và để mà xác định được cái cách làm thì chúng ta cần phải tìm hiểu một chút về diện trần thì chúng ta mới biết được là sốt nóng và sốt lạnh để làm gì và chúng ta đặt dụng cụ lên thì chúng ta làm như thế nào. Thì trên đây chính là cái đồ hình thái cực đồ ở trên mặt của diện trần. Cái đồ hình thái cực đồ này nó sẽ chia khuôn mặt nó thành hai phần gọi là tương đối thôi nhé. Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Bên trái màu xanh sẽ tương ứng là âm. Bên phải màu đỏ sẽ tương ứng là dương. Nó đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà đơn giản nhưng nó là cả một công trình và là một bí quyết để mà có thể hỗ trợ cho bé trong trường hợp bé sốt. Bởi vì sốt thì có rất là nhiều thể loại, nhưng mà đa phần chúng ta sẽ tìm vào hai cái nguyên nhân chính là nóng hay là lạnh để chúng ta trị được hai cái triệu chứng. Vậy thì cái ứng dụng của cái đồ hình thái cực này là gì ạ? Là ở bên trái là âm, bên phải là dương, cho nên nó quyết định cái chiều khi chúng ta làm diện trần cho con. Đấy, thì những cái chiều từ phải này qua bên trái này, đấy, cái chiều bên phải nó đang cao, nó là dương mà mình bây giờ mình cào nó sang bên trái tức là nó sẽ âm, đúng không ạ? Đấy, rồi cái chiều mà từ trên này xuống dưới này, chúng ta thấy cái đồ hình này chúng ta cũng thấy này, ở phía trên thì nó dương hơn, phía trên cái phần màu đỏ nó nhiều hơn ở trên trán đó, đúng không ạ? Rồi cái chiều từ trong ra ngoài, tất cả những cái chiều đó là cái chiều âm, cái chiều làm mát, cái chiều làm hạ nhiệt độ. Nên là trong trường hợp mà con sốt thì chúng ta nên lưu ý cái chiều để chúng ta tác động cho bé. Đấy, cái chiều ở đây khi mà chúng ta làm thì chúng ta cứ làm từ phải qua trái, làm bên phải trước bên trái sau, hoặc là mình làm từ trên xuống dưới. Đấy, mình làm từ trong ra ngoài,